Chào các bạn quay trở lại với kênh của bé Bình Dân ha. Hôm nay mình xin chia sẻ cái món gỏi thịt nai nha. Ở đây mình có nửa ký thịt nai các bạn. Nhà thì có hai vợ chồng à, nên không dám làm nhiều, chỉ làm ít 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 vậy thôi. Nhiều quá không ai ăn hết, ăn không có hết. Món gỏi này thì mình ăn một buổi à, chứ không ăn được hai buổi nha. Và buổi thứ hai nó sẽ bị ngán ha, bị hăng. Thịt nai đỏ tươi luôn các bạn. Mình thái mỏng nha mọi người. Là món gỏi thì mình thái càng mỏng càng ngon ha. Sau khi mình thái xong thì mình sẽ bầm một ít tỏi vô, ướp cho nó thơm nha. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nai luôn các bạn. Mình cho một tí bột ngọt vô ha, tâm nửa uống cà phê thôi. Ngọt, hạt nêm, đường, tiêu. Cách ướp cũng đơn giản ha, thêm một ít dầu điều cho có màu đỏ mà mọi người. Mình trộn đều lên nha, ướp tầm 30 phút một tiếng gì đó, tùy theo thời gian của bạn ha. Nếu gấp các bạn cũng có thể xào liền cũng được. Đây mình có xoài với cà rốt nè mọi người, rau thơm mà, húng quế, húng lủi, húng trắng, rau răm, ngò rí, bắp cải, chuối cay nữa các bạn. Chuối cay lát nữa mình hái mình cũng bào vô luôn. Rau thì mình cứ rửa sạch thôi, để đó thôi. Cà rốt, bắp cải mình cứ bào sợi luôn ha. Giờ mình cứ rang đậu mình để nó cho nguội rồi lát nữa mình bóc vỏ nha. Thịt nai bây giờ mình ướp cũng được các bạn. Bây giờ mình bỏ cho mình xào luôn nha. Xào thịt nai trước để cho nó nguội, lát nó bóp gỏi cho nó ngon ha. Mình xào nhanh thịt nai nha mọi người, xào lưỡi lớn, xào thật nhanh nhanh tay cho thịt nai nó chín đều ha. Vừa chín đều là mình tắt bếp thôi, không cần phải xào lâu quá đâu. Nếu mà xào lâu thịt nó bị dai ha. Mình với bây giờ mình tắt bếp, mình để cho nó nguội nha mọi người. Bây giờ mình sẽ pha nước mắm nha. Mắm làm gỏi thì các bạn thích ăn ngọt hay ăn mặn thì tùy ha. Tại vì một lát nữa là trong gỏi mình sẽ có đường rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ít đường thôi. Nói chung là nước mắm gỏi thì mình sẽ làm nước mắm mặn ha. Tùy khẩu vị các bạn nhé. Ở đây mình dùng giấm nha các bạn, mình không dùng chanh nha. Nếu các bạn không có giấm thì các bạn có thể xài chanh. Bây giờ mình sẽ làm một cái nồi lớn, mình bóp gỏi cho nó gọn ha. Mình cho miếng đường vô, bắp cải với cà rốt nè, miếng đường, miếng giấm vô. Mọi người có thể xài chanh ha, trộn lên cho nó ngấm ha, ngấm giấm, ngấm đường vô nó mới giòn, nó. Bây giờ mình sẽ cho luôn đủ thứ vô hết, cho mọi thứ vô để mình trộn luôn. Này chuối cay mọi người, chuối cay nha, mới vừa chặt vô mình vào luôn. Thịt nai vô, trộn đều thịt nai cho nó ngấm giấm đường ha. Mọi người nha, nhớ nêm nếm nha, thích ăn ngọt thì cứ thêm đường vô. Cho nước mắm vô nha, vừa thôi, coi chừng nó mặn nha. Gỏi mình cũng đã gần xong mọi người, bây
giờ cho rau thơm với xoài vô nữa là với đậu phụng vô nữa là hết sảy luôn. Bây giờ trộn lên là có thể dùng được nữa mọi người. Rất đơn giản ha. Món này thì rất là đơn giản, không có cầu kỳ mà dễ ăn nữa. Trên bàn tiệc mà có món gỗ như thế này thì lúc nào nó cũng là bắt mắt hơn là những món khác. Rất là dễ ăn, phù hợp với bàn tiệc ha. Ok, các bạn xem kênh nhớ bấm đăng ký kênh, like và share ủng hộ mình ha. Thân ái chào tạm biệt các bạn nha.